Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Armand Nicolet là một nhà sản xuất đồng hồ độc lập, chất lượng cao của Thụy Sĩ. Những chiếc đồng hồ của họ luôn giữ được giá thành phải chăng kèm theo một mức giá bán tốt. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trên tay một chiếc đồng hồ vỏ vàng cao cấp với những tính năng tương đối phức tạp. Armand Nicolet Tramelan Complete Calendar. Chiếc đồng hồ có kích thước 41mm. Nó khá dày và hầm hố, do được làm từ vỏ vàng 18K, lại chứa bên trong cỗ máy cơ khí phức tạp, nên khi cầm lên tay, bạn sẽ thấy trọng lượng đầm và nặng. Phong cách thiết kế đậm chất quý phái và phô trương tạo nên nét thượng đẳng khi được đeo lên cổ tay của các quý ông. Mặt số của chiếc đồng hồ rất phức tạp, nó được bảo vệ bởi một lớp kính sapphire trong suốt có tráng phủ lớp chống phản xạ ánh sáng. Mặt số bên dưới sẽ khiến bạn có chút choáng ngợp bởi số lượng các tính năng bao gồm ngày, tháng, thứ và lịch tuần trăng. Cũng bởi vậy nên nó mới được gọi với cái tên Complete Calendar, hay dịch ra tiếng Việt có nghĩa là lịch hoàn thiện. Tại góc 12 giờ, chúng ta sẽ có một ô lịch tuần trăng đặt tại đây. Đây là một ô lịch tuần trăng cơ bản với 59 bánh răng cho một tháng lịch 29,5 ngày. Tính năng này cho phép bạn theo dõi chu kỳ mặt trăng, âm lịch. Thực tế nó không còn hữu dụng trong thời điểm hiện tại, nhưng xét về góc độ kỹ thuật và thẩm mỹ thì đây là một chi tiết đắt giá khiến bao tay chơi ao ước. Ở phần trung tâm, ta có một bộ 4 kim bao gồm giờ, phút, giây có màu xanh dương quyến rũ, cùng với một kim lịch ngày trong tháng hình mũi tên đầu đỏ. Bộ kim giờ và phút thiết kế theo dạng kim mắt ngỗng độc đáo, đặc trưng lấy từ hãng Bulgari. Kim lịch ngày trong tháng vươn dài ra sát vách mặt số. Ở đây có đầy đủ 31 ngày xếp hình vòng tròn, được đánh dấu bằng mực đen. Mỗi ngày sẽ khớp với đầu kim màu đỏ. Ở nửa dưới của đồng hồ là bộ hai tính năng ngày trong tuần và lịch tháng, nằm gọn gàng bên dưới bộ kim trung tâm. Chúng được chỉ ra bởi hai chiếc kim nhỏ cũng có màu xanh dương. Sự xuất hiện của bộ lịch này làm tăng thêm sự phức tạp cho mặt đồng hồ, và bạn sẽ cần một chút thời gian để làm quen với nó. Tổ hợp bộ lịch hoàn thiện này bao gồm lịch tuần trăng, ngày, tháng và thứ sẽ được tinh chỉnh bởi 4 nút nhấn đặt tại 4 góc nằm hai bên hông của đồng hồ. Mỗi một nút nhấn áp dụng cho một tính năng lịch. Do nó rất bé, nằm ẩn sâu bên trong thân vỏ nên bạn cần phải có một dụng cụ đẩy đầu nhỏ để có thể chọc vào. Đi sang phần thân vỏ, như đã nói từ đầu, chiếc đồng hồ khá dày và nặng, thiết kế mặt hông rất độc đáo. Nhà sản xuất đã sử dụng nhiều đường cắt dọc song song, tạo nên hiệu ứng thị giác đồng đều ổn định, mang đậm chất quý phái. Bộ tay càng được thiết kế cũng rất khác biệt, với các chi tiết bổ sung làm cho nó thêm phần hầm hố mạnh mẽ. Và đặc biệt, khi đeo lên tay rất ôm và khít, loại bỏ hoàn toàn sự lỏng lẻo so với loại tay càng thông thường. Phần mặt sau của chiếc đồng hồ được làm từ vàng 18K kết hợp kính sapphire trong suốt, giúp bạn quan sát được toàn bộ cỗ máy bên trong. Các chỉ số được khắc xung quanh phần nắp đáy vàng, kèm theo đó là bộ triện kim loại quý đầu chó xanh Bernard đặc trưng của Thụy Sĩ. Đây là triện quốc gia chỉ áp dụng cho các sản phẩm vỏ kim loại quý từ sau năm 1995. Ở ngoài mép nắp đáy, hãng sử dụng cách đánh vạch khía tương tự như phần hông. Chi tiết này vừa làm tăng vẻ sang trọng cũng như giữ cho bộ vỏ bám chắc hơn trên cổ tay. Cỗ máy bên trong là loại máy tự động lên dây cót khá phức tạp. Đây là một cỗ máy có nguồn gốc từ hãng sản xuất ETA, sau đó được chỉnh sửa lại với những phần module lắp bổ sung tại mặt trên, khiến cho nó mở rộng hơn về mặt tính năng. Cỗ máy được hoàn thiện ở mức độ trung bình, còn vang lên cót có màu vàng, khắc logo của hãng Armand Nicolet. Kết hợp với vỏ vàng phía sau, nó tạo nên một sự hòa trộn ấn tượng về mặt thị giác. Chiếc đồng hồ được bán kèm với dây da bò màu đen và khóa cài. Bộ khóa này được làm từ vàng 18K đắt tiền như bộ vỏ, có khắc dòng chữ Nicolet ở mặt trên. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy đầy đủ các bộ triện vàng 18K được đóng ngay ở mặt bên. Đó là một chi tiết thể hiện sự cầu toàn và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp đối với các sản phẩm làm từ vàng của hãng Armand Nicolet. Sang trọng,
hầm hố, phức tạp với một thiết kế ấn tượng hút mắt người xem. Chiếc đồng hồ là sự hội tụ nhiều tinh túy của nền công nghiệp sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ. Tất nhiên, để sử dụng thành thạo nó, bạn sẽ cần bỏ chút thời gian để hiểu cách tinh chỉnh. Và khi hoàn toàn làm chủ được các tính năng của chiếc đồng hồ, thì có lẽ bạn sẽ càng hiểu hơn về sự tài hoa của các nhà chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ. Mặc dù vẫn còn chút nhược điểm về độ hoàn thiện máy bên trong, nhưng do đây là dòng sản phẩm phức tạp nhưng lại có giá bán hợp lý, nên đây là điều có thể chấp nhận được. Chương trình review đồng hồ tới đây là kết thúc. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ nó vì nó luôn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.